Xin chào quý vị và các bạn. Bản tin an ninh hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn vụ án mạng từng gây chấn động tại một vùng quê nghèo thuộc xã Lương Sơn, tỉnh Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sáng ngày 6 tháng 9 năm 2003, một cán bộ trực ban công an tỉnh Thái Nguyên đã nhận được cuộc gọi trình báo về một người ở huyện Lương Sơn, tỉnh Thái Nguyên với nội dung người thân của gia đình là ông Nương Văn Nân, 49 tuổi, hành nghề xe ôm bỗng dưng mất tích. Theo như người thân trình báo thì ông Nân thường ngày đi làm từ 6 giờ sáng và 6 giờ tối sẽ về nhà. Nhưng từ đầu tuần trước ông Nân vẫn lấy xe máy đi làm nhưng đến nay chưa về, gia đình có đi tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy. Ngay khi nhận được tin báo của gia đình ông Nân, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm tại các địa điểm vắng vẻ xa trung tâm thành phố, từ những ao hồ, ngóc ngách, ít người qua lại. Tuy nhiên vẫn không thấy dấu vết khả nghi và tin tức về ông Nân vẫn là con số 0 tròn trịnh. Vào khoảng hơn một tháng sau, vào ngày 23 tháng 10 năm 2003, Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục nhận được một tin mất tích về một người lái xe ôm khác trên địa bàn của thành phố. Nạn nhân lần này là ông Ngô Duy Nhẫn, 46 tuổi. Người thân của ông Nhẫn cho biết vào 7 giờ ngày 21 tháng 10, ông Nhẫn đi làm như mọi khi nhưng đến tối không thấy trở về và không ai liên lạc được với ông trong nhiều ngày sau đó. Lúc này cơ quan chức năng mới thấy rõ được tính nghiêm trọng của sự việc, bởi chỉ hơn 2 tháng mà đã có 2 người mất tích. Điều trùng lập, cả hai đều là tài xế xe ôm và đều cư trú tại thành phố Thái Nguyên. Bằng những kinh nghiệm điều tra phá án của các điều tra viên công an tỉnh Thái Nguyên nhận định đây có thể là vụ án mạng giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng trong thành phố. Thế nhưng để chứng minh được việc này, trước tiên các điều tra viên phải tìm ra được thi thể của hai nạn nhân. Đây cũng chính là bài toán hóc búa hiện chưa có lời giải của các điều tra viên. Ngay lập tức, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên vào cuộc điều tra truy tìm dấu vết tung tích của hai nạn nhân. Lúc này, lực lượng chức năng đã lên kế hoạch, lập ra hàng loạt những phương án nghiệp vụ cần làm rõ như xác minh lại nơi làm việc, tìm kiếm thu thập thông tin từ những người lần cuối nhìn thấy họ, tổ chức truy tìm vật chứng là hai chiếc xe họ đã sử dụng. Một tổ giả soát liệt kê các đối tượng tha tù có tiền án tiền sự trên địa bàn. Hai người lái xe ôm Lân và Nhân đang ở đâu? Còn sống hay đã chết? Vì sao lại mất tích không để lại dấu vết gì? Những câu hỏi đó khiến các điều tra viên trăn trở. Nút thắt của sự việc vẫn đang nằm ở đâu đó mà các lực lượng chức năng điều tra chưa thể lý giải được. Tính chất của sự việc là đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan nghiệp vụ mất rất nhiều thời gian trong nghiệp vụ giả soát, dựng lại chân dung các đối tượng nghi vấn. Dựng được nghi vấn nào, các điều tra viên giả soát có bằng chứng ngoại phạm, các điều tra viên loại bỏ, chuyển sang đối tượng tiếp theo. Nhưng tất cả các đối tượng cộng cán trên địa bàn đều không có dấu hiệu khả nghi và vụ án vẫn là con số 0. Sau một thời gian miệt mài điều tra, bất kể ngày đêm, một đối tượng nghi vấn đã nổi lên, đó là Dương Đình Tranh, trú tại xã Lương Sơn, thành phố Thái Nguyên. Tranh là kẻ nghiện ma túy nặng, đã có vợ con, không có công ăn việc làm ổn định. Qua xác minh, đối tượng nhiều lần bị bắt quả tang về hành vi trộm cắp tài sản. Cơ quan cảnh sát điều tra nhanh chóng đến nhà Tranh để điều tra thu thập thông tin từ những người dân gần đó. Cơ quan đã thu thập được nguồn tin vô cùng đáng giá. Theo hàng xóm của Tranh cho biết, trong khoảng thời gian mất tích của hai nam tài xế xe ôm, Tranh hay sử dụng một chiếc xe máy, trong khi trước đó gia đình này không hề sử dụng bất kỳ một phương tiện nào. Bên cạnh đó, dù không có công ăn việc làm, nhưng đôi lần Tranh đã thuê người đến nhà mình đào đất, rồi nấp đất, nhưng rồi lại để không canh tác hay dùng làm gì cả. Hàng xóm cho biết, Tranh nghiện, tiền sử dụng ma túy còn không có, lấy đâu ra tài chính mà thửa giấy vẽ voi. Nhưng với các trinh sát công an tỉnh Thái Nguyên thì đây là một thông tin đáng phải suy nghĩ. Liệu rằng dưới những lớp đất mà Tranh vừa thuê để đào có ẩn chứa điều gì hay không? Lúc này các trinh sát nhận được thêm nhiều nguồn tin đáng quý giá. Một người dân cho hay, thi thoảng họ nhìn thấy Tranh đi xe máy, mặc dù gia đình tên này không hề có xe. Đặc biệt nhất là buổi trưa ngày 21 tháng 10, có một người thấy hai người đàn ông đi xe máy vào nhà Tranh.
tuy nhiên lúc ra lại chỉ có một người. Thời điểm nhìn thấy hoàn toàn trùng khớp với khung thời gian mà ông Ngô Duy Nhẫn, 46 tuổi, được cho là đã mất tích. Công an tỉnh Thái Nguyên quyết định tiếp cận, làm việc với Dương Đình Chanh. Tuy nhiên, khi tới nơi thì Chanh đã không có ở nhà, các điều tra viên nhận định rất có thể Chanh đang đi mua ma túy về để sử dụng, nên đã lên phương án đón nóng đối tượng ngay ở cổng nhà. Nhiều giờ trôi qua, trời dần về chiều mà Chanh vẫn chưa xuất hiện. Lúc này lực lượng chức năng quyết định cùng với chính quyền địa phương kiểm tra nhà Chanh. Khi vào tới gian bếp, các điều tra viên đã nhìn thấy các vết máu dính dưới nền và trên bờ tường. Khi kiểm tra kỹ, họ tìm thấy chiếc búa đinh có cán bằng sắt, phần đầu búa có dính máu. Tiến hành khảo sát khu vườn nhà Chanh mới đào lấp, công an thành tỉnh Thái Nguyên lờ mờ nhận ra nơi này đang ẩn chứa điều bí ẩn hết sức kinh hoàng. Khi những nhát cuốc bổ xuống đầu tiên tại khu vườn nhà Chanh, cả tổ công tác nín thở chờ đợi. Chỉ ít lâu sau, dưới lớp đất mỏng thi thể người lái xe ôm xấu số Ngô Duy Nhẫn được tìm thấy trong tình trạng bị phân hủy mạnh. Khi nghe tin phát hiện thi thể người xe ôm mất tích tại vườn nhà Chanh đã tìm thấy, gia đình anh Ca cũng chạy tới tiến hành đào mở rộng. Tất cả đều sốc khi một lần nữa phát hiện ra thi thể người xe ôm thứ hai. Thời điểm này, Chanh biết việc đã bại lộ, gã không về nhà mà chạy sang nhà bố mẹ vợ để lẩn trốn. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Nguyên ra lệnh bắt khẩn cấp Dương Đình Chanh. Nhưng hắn như một bóng ma đã lẩn trốn, không một dấu vết. Cuối cùng, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Nguyên đành phải tung hỏa mù để dẫn dụ Chanh ra, với thông tin đã bắt được kẻ đã sát hại hai người lái xe ôm. Tại những nơi Chanh hay lui tới, các trinh sát mật phục truy bắt hắn. Khi một thời gian cảm thấy yên tĩnh, Chanh mới bắt đầu mỏ ra mua ma túy. Và ngay lúc này, trinh sát ập đến khống chế đưa Chanh về đồn. Tại cơ quan điều tra, Chanh đã khai nhận toàn bộ tội ác của mình. Theo đó, nghiện ma túy lại không có tiền. Ngày 6 tháng 9 năm 2003, gã đi theo một xe khách. Tại đây, Chanh đã bị phát hiện đang có hành vi móc túi khách, đi xe lên bị đuổi xuống. Gã đang đi bộ lách thách thì ông Lương Văn Nân chạy xe tới chào mời đi xe ôm. Chanh đồng ý và bảo ông Nân đưa về nhà tại thôn Kè. Tới nơi, Chanh nói với ông Nân đợi để gã vào nhà lấy tiền. Trong lúc ông Nân đang mất cảnh giác, Chanh đi từ trong nhà ra, dùng chiếc búa đập nhiều nhát vào đầu người lái xe ôm xấu số. Sau khi sát hại ông Nân xong, Chanh đem thi thể ông chôn trong vườn nhà và cướp toàn bộ tài sản của ông. Số tiền cướp được, hắn dùng vào hết việc chơi ma túy. Ngựa quen đường cũ, sau khi đã xài hết tiền cướp được từ ông Nân, vào ngày 21 tháng 10, hắn ra đường tìm tiếp con mồi và nạn nhân xấu số lần này là anh Ngô Duy Nhẫn. Chanh dùng búa đinh đánh mạnh vào đầu nạn nhân. Thấy nạn nhân chưa chết, Chanh đã dí điện vào thi thể người lái xe ôm này. Biết vợ con sắp về, Chanh kéo xác nạn nhân vào giấu trong phòng chứa rơm và lá bạch đàn. Sáng sớm ngày 22 tháng 10, khi cả nhà đi làm, Chanh đưa thi thể ra vườn để chôn. Hai chiếc xe cướp được, Chanh đem bán để lấy tiền phục vụ cơn nghiện ma túy của mình. Với tội ác đầy thú tính và quái đản của mình, sau này Dương Đình Chanh đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên kết án tử hình, kết thúc cuộc đời của một kẻ máu lạnh sát nhân.